Rồi, xin chào anh chị ha. Hôm nay em giới thiệu anh chị một cái chậu cát hàng sưu tầm ha. Cây này là cây vàng ông sĩ, chính gốc từ nhà của chú sĩ ha. Cây này tại sao nó lại là cái cây chính gốc? Tại vì trên thị trường hiện tại đang có hai cây ông sĩ. Một cây là chính gốc từ nhà ông sĩ thì và một cây có nguồn gốc thì theo như thông tin được biết thì gốc ở dưới miền Tây. Nhưng mà cụ thể tỉnh nào thì không rõ ha, nhưng mà nó cũng có một số cái sự khác biệt để mình có thể đánh giá nhìn nhận nó là hai cây khác nhau. Đó là qua màu sắc thì cây ông sĩ thì nó nhỏ sẽ ẩn màu cam, cái bệt bớt đỏ ở lưỡi nó sẽ kéo dài lên hai mép lưỡi, và cái cánh của nó, hai cánh hoa nó sẽ đụng vào nhau. Còn cái cây gốc dưới miền Tây thì hoa sẽ thiên về màu vàng hơn, và cái bớt đỏ thì nó gom tròn rõ nét và nó không kéo xa, và hai cánh đài thì nó hở hơn ha. Đó là hôm nay không có hoa mẫu cho nên là em chỉ nói sơ qua để anh chị hình dung. Hôm nào có hoa mẫu em sẽ làm cái video cho anh chị cận dễ so sánh ha. Rồi quay lại cái cây ngày hôm nay thì cây ngày hôm nay em bán là gồm là 2, 4, 6 lá như thế này và một mầm con lên như thế này ha. Đó, các mắt đang ngủ đầy đủ nha anh chị, đây mắt này cũng đang còn nha. Đó thì chậu này em sẽ bán với cho anh chị sưu tầm với giá là bao nhiêu được anh chị? Rồi chậu này bán với giá là 450 bao ship nhanh toàn quốc ha. Anh chị nào muốn sưu tầm cát vàng ông sĩ chính gốc nhà chú sĩ thì mình tham khảo chốt ha, cây xưa sưu tầm. Cái này thì thân nó còn hơi nhỏ, nó mới dài khoảng hơn 10 xăng thôi, cũng có thể ra hoa được nhưng mà hoa chưa đạt ha, nên là em sẽ bán giá mềm cho mọi người sưu tầm ha. Các cái thân sau thì mình tách ra nha anh chị. Rồi anh chị nào muốn sưu tầm thì liên hệ nha. Xin chào các chị, hẹn xin cảm ơn và hẹn các chị xem những video tiếp theo nha.